Ui các bạn ơi, quái vật Godzilla nó đi đâu này? Ui nó bị con Hucky Hucky và con quái vật đầu loan đuổi các bạn ơi. Ui chúng nó dồn nhau ra đây rồi này. Chắc là định chiến đấu ở đây đấy. Ui con Godzilla nó ra trưởng kìa. Ui bị con đầu loan đạp một cái bay luôn. Ui sao lại đánh cái đánh về như cái bóng chuyền này. Đấy bóng chuyền à. Bay luôn rồi các bạn ơi. Ui đạp cái là bay ra cái chỗ con Godzilla màu đỏ này luôn. Hay là con này là sư phụ của con Godzilla trắng nhỉ các bạn nhỉ? Chắc nó đến đây để cầu cứu đấy các bạn ạ. Ui quái vật đầu loa với cả Hucky Hucky bị Godzilla đuổi này. Ui cả con đỏ cũng đuổi luôn các bạn ạ. Chạy té khói luôn. Ôi chúng nó lại lôi nhau ra đây để khiêu chiến nhau rồi. Ui Godzilla màu đỏ nó phun cái plasma màu đỏ kìa các bạn ơi. Wow rất là đẹp luôn. Ui bay mất rồi. Hucky Hucky cũng bay đi mất các bạn ơi. Ui rơi ra đây luôn. Ui các bạn ơi, con quái vật Godzilla đang chạy trốn gì này. Ui đẹp thế, con này màu xanh xanh này. Ui hóa ra nó chạy trốn con gì đen đen này. Ơ đi đâu mất rồi. Ui lại thêm một con màu đỏ nữa. Ơ sao hôm nay nhiều quái vật thế nhở. Chẳng biết là quái vật gì như này. Ui con này đẹp này, quái vật Godzilla san hô à. Lưng nó rất giống là san hô nhé các bạn nhé. Ui hôm nay chạy qua đây. Ui rồi lại còn có cả Godzilla robot nữa các bạn ạ. À hóa ra là tất cả Godzilla bị con khỉ đột này đuổi các bạn ạ. Ui Godzilla nó phun cái gì đấy các bạn ạ. Nó đang tiêu diệt con chăn này. Ui nguy hiểm quá các bạn ạ. Ui con chăn bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Godzilla thực sự rất khỏe. Ui các bạn ơi, ở đây có các chú đang đổ đường gần nhà mình này. Mà có một con khủng long to như thế này mà các chú ấy không sợ nhờ. Ui nếu mà là mình chạy luôn rồi đấy. Ui các bạn ơi, Hucky Hucky đang chạy trốn gì đây này. À hoa là chạy trốn con khủng long bạo chúa này. Mà khủng long bạo chúa đuổi chậm này lúc nào cũng để kịp được. Ui giời ơi. Phía trước mặt các bạn đây là một con khủng long cổ dài chuyên ăn cỏ. Đấy, nó đang gặm cỏ các bạn ạ. À. Ui, không biết nó đang nhìn cái gì. Nó nhìn mình này. Đấy, ăn cỏ tiếp. Ui, các bạn ơi, ở đây có một cái bộ xương khủng long bạo chúa này các bạn này. Chắc là nó đang ở đây trong cây bắp cải các bạn ạ. À. Ui, ở đây có mấy con khủng long này. Không biết nó chạy trốn cái gì các bạn ạ. À. Ui nó đang chạy trốn một con khủng long bạo chúa này. Con khủng long bạo chúa này đuổi buồn cười thế. Ui ở đằng xa kia có con gì đấy các bạn ơi. Nhìn sợ quá các bạn ạ. Ui nó gầm kìa. Ở đây có một con khủng long bạo chúa nhỏ này các bạn. Đừng làm hại mấy con trâu nhá. Ui con trâu gầm rú rất là to luôn. Ui ở đây có khủng long bay các bạn ạ, hẳn 3 con liền. Bay qua mái nhà. Ui ở đây có một con khủng long gì to này. À con này là con khủng long bạo chúa các bạn ạ. Ui đằng sau có thêm 2 con khủng long gì đây. 2 con này chắc là khủng long ăn cỏ hay sao các bạn ạ. Ui nó đi theo nhau. Ui đây có mấy con khủng long ăn thịt đi theo bầy đàn. Ở đây lại có một con khủng long bạo chúa nha các bạn nhé. Đây thì là một con khủng long cổ dài. Chắc chắn là ai cũng biết rồi. Giờ chúng ta lại tiếp tục đi xuống phía bên dưới nhá. Hôm nay sẽ cho tất cả các bạn xem hết khủng long ở vườn nhà mình luôn. Có loại nào mình ghi hình loại đấy luôn. Ui ở đây có một con khủng long ăn thịt này các bạn ơi. Ui, nó gầm rất là to các bạn ạ. Ui. Không biết là đang giận dữ cái gì. Ui ở đây cũng có một con khủng long bạo chúa này. Nhìn nó hung dữ quá các bạn ạ.
Gầm rất là to luôn, rất là nguy hiểm luôn các bạn ạ. What the hell? Ui các bạn ơi, ở gần nhà mình có một con gì đây? Ui con này là con rồng à? Ui, con rồng màu đen các bạn ạ. Ui nó còn biết phun lửa này các bạn ơi. Ui phun lửa to luôn. Đằng sau có một con khủng long cổ dài. Ui nó đã bay lên mái nhà này các bạn này. Không biết nó định làm gì. Ui nó phun lửa tiếp các bạn ạ. Nguy hiểm thế con này. Ui có hai bạn nhỏ đang đi cạnh con khủng long cổ dài này. Không biết là có quyệt bị khủng long không. Đi cẩn thận nhá hai bạn ơi. Ui khủng long này nó đang ngẩng cao đầu này. Không biết đang nhòm ngó cái gì. Chắc là nó đang kiếm cỏ các bạn ạ. Chắc là vậy rồi. Ui, rất là to luôn, to hơn cả cái máy trộn bê tông kia. Ui các bạn ơi, ở đây có hai con quái vật này các bạn ơi. Con này là con Godzilla với con quái vật gì đây? Treo hẳn lên mái nhà để mà đánh nhau này các bạn này. Ui, không biết là con nào sẽ thắng đây. Ui quái vật Godzilla nuốt mất con quái vật kia rồi các bạn ạ. Phía trước mắt các bạn đây là công viên khủng long nhé các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong công viên khủng long xem bên trong có những cái loại khủng long nào nhé các bạn nhé. Ui phía bên này có một con khủng long bạo chúa này các bạn này. Rất là to luôn. Ui hàm răng của nó kìa. Sợ chưa các bạn. Ui trông ghê thật đấy. Thôi mình đi ra chỗ khác nha các bạn nha. Ở đây sợ quá. Ui ở đây có một con khủng long kìa. Một con khủng long bạo chúa. Không biết là nó nhìn thấy mình chưa. Ui nó ăn con dê này các bạn ơi. Nó đã ăn con dê này. Ui hình như nó nhìn thấy mình rồi các bạn ạ. Không biết thấy chưa nhở. Ui sợ quá. Ui nó nhìn thấy mình rồi. Chạy thôi. Chạy mau chạy mau chạy mau. Ui may quá mình đã trốn được nó rồi các bạn ạ. Rồi vào gần cái gốc cây này trốn nó. Thôi không nên ở đây lâu nữa các bạn ạ. Đi ra chỗ khác thôi. Đấy bên này thì có hai con khủng long ba sừng và một con khủng long cổ dài. Loại khủng long này thì cũng là loại khủng long ăn cỏ nhá các bạn nhé. Những con khủng long này thì rất là hiền luôn. Ui ở trên cái đu này có hai con rắn này. Ui hai con rắn này rắn hổ mang luôn, rất là độc. Những con rắn này thì chúng ta không nên lại gần nó. Còn ở đây, ui ở đây mình có thấy một con khủng long bay này. Ui rất là dễ thương các bạn ạ. Ui còn ở đây mình lại bắt gặp thêm một con khủng long. Cái này là khủng long tấm à. Và ở đây thì mình có gặp một con khủng long cổ dài và một con khủng long gai, nó đang leo dốc này. Con khủng long cổ dài này sắp không leo được dốc rồi các bạn ạ. To quá mà. Con này chắc phải bằng mấy cái nhà luôn á. Ui ở đây có mấy con khủng long này dễ thương này. Đồng thế. Hai con khủng long vàng này không biết là đang làm cái gì, đang ngó nghiêng cái gì. Ui các bạn ơi, ở đây mình có thấy một con cá sấu này. Không biết nó đang đớp cái gì, chắc là đang đớp cá hay sao các bạn ạ. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video nhá. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Rồi ok, mình sẽ kết thúc cái video tại đây thôi. Nếu mà các bạn thấy cái video đi tìm khủng long cũng như là đi khám phá khủng long của mình hay, thú vị và đặc sắc thì hãy nhớ tặng cho mình một like, chia sẻ cũng như ấn đăng ký kênh nhé. Để tiếp tục theo dõi và có những cái chuyến đi xem khủng long ở trong vườn nhà mình nhá.